Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm thêm một video nữa để đáp lại yêu cầu của các bạn khán giả đã luôn theo dõi kênh cũng như là để lại comment trong series các video về hướng dẫn order Shein. Video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để trả lại hàng trên ứng dụng của Shein. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like và để lại comment nếu có bất kỳ thắc mắc nào nhé. Đầu tiên thì mình sẽ mở ứng dụng của Shein ra, sau đó vào mục trang cá nhân và ấn vào mục đã vận chuyển. Thì đây là một trong những cái đơn hàng mà mình vừa nhận được. Mình ấn vào nút theo dõi thì sẽ thấy là mình sẽ chuyển sang tiếng Việt cho các bạn dễ theo dõi nhé. Đó, các bạn có thể thấy là đơn hàng này mình đặt từ ngày 14 đến ngày 19 đã nhận được hàng rồi. Vậy là chỉ mất 5 ngày thôi là đã nhận được hàng rồi. Mình rất là thích Shein ở chỗ là vận chuyển rất là nhanh và đơn hàng rất là thuận tiện để theo dõi. Đó, cho các bạn xem qua về cái đơn hàng của mình. Và bây giờ mình quay lại. Thì mình sẽ thấy là ở đây có cái nút 3 chấm. Mình click vào thì sẽ hiện ra chữ sản phẩm trả lại. Thì mình click vào cái phần sản phẩm trả lại đó. Thì đây là toàn bộ những cái sản phẩm mà mình vừa đặt. Và nếu bạn nào mà muốn trả lại tất cả sản phẩm thì các bạn click vào nút tất cả. Còn nếu mà muốn trả lại một phần thôi thì các bạn click vào những cái sản phẩm mà các bạn muốn trả lại. Thì ở đây mình muốn trả lại cái áo màu xanh này thì mình click vào chọn lý do để trả lại sản phẩm. Thì ở đây có rất là nhiều lý do khác nhau. Thì các bạn chọn lựa cái lý do để phù hợp. Và ở đây là ghi tiếng Nhật. Thì bởi vì là mình đang ở Nhật, nếu mà các bạn ở Việt Nam thì sẽ có tiếng Việt rất là dễ nhìn. Còn nếu mà các bạn nào ở Nhật thì các bạn có thể sử dụng Google dịch giống mình, không sao cả. Ở đây thì cái chiếc áo này mà mình muốn trả lại thì nó rất là to, cũng như là cái màu sắc nó rất là chóe so với cả hình mẫu mặc. Nhưng mà cái áo này là free size cho nên là cái lý do mà kích cỡ to thì mình nghĩ là không hợp lý. Mình sẽ chọn là khác so với cả cái hình miêu tả. Sau đó thì mình sẽ tải ảnh lên. Thì ở đây mình đã chụp sẵn 3 chiếc ảnh của sản phẩm. Đó. Chụp làm sao để dễ nhìn nhất và làm sao để cho thấy là còn nguyên vẹn như cái lúc mà mình vừa mở ra. Đó, mình tải ảnh lên thì mất thời gian một chút, các bạn gắng chờ nhá. Đấy, các bạn thấy không? Cái chiếc áo này nó hoàn toàn khác với cả so với cả hình mẫu mặc đúng không? Nó chóe, nó rất là chóe. Ok, xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa xem là lý do trả lại đơn hàng đã hợp lý chưa? Và ảnh tải lên đã rõ ràng và đầy đủ chưa? Và chúng ta sẽ click vào nút bước tiếp theo. Ở bước này thì mình sẽ phải chọn phương thức hoàn tiền và phương thức hoàn trả sản phẩm. Thì đầu tiên mình sẽ click vào phương thức hoàn tiền. Thì ở đây hiện ra một phương thức duy nhất thôi, đó chính là hoàn tiền qua thẻ ngân hàng. Sẽ mất từ 2 đến 6 ngày làm việc. Sau đó thì mình sẽ click vào phương thức hoàn trả sản phẩm. Thì ở đây hiện ra mỗi một phương thức duy nhất thôi, đó chính là tự trả. Thì mình thấy ở trên Shein Việt Nam có ghi hai phương thức. Một là mình tự đi gửi, hai là sẽ có người đến lấy. Thì ở Nhật có một phương thức duy nhất thôi, thì các bạn click vào thì sẽ hiện ra hướng dẫn như thế này. Thì ở đây có ghi hai đơn vị vận chuyển, mình có thể chọn một trong hai. Thì ở gần nhà mình có một cái post office, cái bưu điện. Thì mình sẽ gửi qua bưu điện. Và trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để trả lại hàng qua bưu điện nhé. Các bạn chụp lại màn hình để lưu lại cái địa chỉ này, để lát nữa khi mà đến bưu điện mình sẽ điền vào. Sau đó thì mình sẽ gửi đơn đăng ký đi. Vừa xong là mình đã gửi đơn hoàn trả sản phẩm đi thành công rồi. Và bây giờ mình sẽ check lại thông tin và đọc kỹ các hướng dẫn dưới đây.
và mình sẽ chụp lại ảnh màn hình một lần nữa. Sau đó thì bước tiếp theo là gói hàng thật cẩn thận trong bao bì ban đầu vẫn còn nguyên mã code sản phẩm như thế này và mang đến bưu điện để gửi đi. Sau đó thì các bạn giữ lại phiếu gửi hàng này nhé. Ở trên phiếu có ghi mã theo dõi đơn hàng. Mình cần phải up cái mã này lên trên Shein. Mình cũng cho các bạn xem luôn cái hóa đơn khi mà mình phải tự trả sản phẩm nhé. Rất là tốn kém đúng không? Chi phí lên đến tận 50% giá trị sản phẩm rồi. Và nếu mà sản phẩm trả lại bị thất lạc hay là bị làm sao thì mình cũng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bây giờ mình sẽ chuyển sang bước cuối cùng, đó chính là up cái mã vận đơn này lên trên Shein. Thì mình lại vào trang cá nhân và vào phần trả lại. Thì ở đây chúng ta ấn vào cái nút hồ sơ đơn hàng này và có cái chữ là upload cái mã vận đơn này lên. Thì chúng ta sẽ ghi cái đơn vị mà chúng ta vận chuyển hàng hóa. Sau đó thì ấn vào cái nút mã theo dõi đơn hàng này và ghi cái mã đơn hàng này vào. Ok, vậy là đã xong rồi. Nếu đơn hàng trả lại của các bạn không có vấn đề gì thì Shein sẽ trả lại số tiền bằng với cả giá trị sản phẩm vào cái thẻ ngân hàng mà các bạn đã thanh toán.